An ninh Điện Biên xin kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục tối ngày hôm nay, sau tràn tin phản ánh các hoạt động của lực lượng công an Điện Biên trong tuần qua là mục ống kính phóng viên. Cuối chuyên mục, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi mục phổ biến giáo dục pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuần qua, công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm và điều động của giám đốc công an tỉnh về công tác tổ chức cán bộ đối với 6 đồng chí thuộc các đơn vị phòng cảnh sát giao thông, phòng hồ sơ nghiệp vụ, phòng quản lý xuất nhập cảnh, phòng cảnh sát hình sự, Bệnh viện mùng 7 tháng 5, Công an huyện Điện Biên và Công an huyện Tuần Giáo. Theo đó, điều động các đồng chí Thượng tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên nhận công tác giữ chức vụ Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thiếu tá Hoàng Xuân Phượng, Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo nhận công tác giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Điện Biên, bổ nhiệm các đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thu Hường, đội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính nhận công tác giữ chức vụ Phó trưởng phòng hồ sơ, Trung tá Đỗ Vũ Long, đội trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ nhận công tác giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Tuần Giáo, Trung tá Trần Trung Điệp, đội trưởng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Trung tá Đào Thành Ủy, trưởng khoa giữ chức vụ Phó giám đốc bệnh viện mùng 7 tháng 5, Thiếu tá Lê Ngọc Hoàn, đội trưởng giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, cống hiến của các cá nhân trong thời gian qua và mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Chiều ngày 20 tháng 10, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Dự và chủ trì giao ban tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo chỉ huy cấp đội thuộc lực lượng cảnh sát giao thông trong toàn tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn quốc từ đầu năm đến nay cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và giảm sâu, tình trạng ùn tắc giao thông trong các dịp cao điểm được khắc phục, vi phạm về chở quá tải trọng, về cơi nới thành thùng tại các địa phương đã được xử lý một cách căn bản. Kiểm tra xử lý về nồng độ cồn được triển khai đồng bộ quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc có nhiều chuyển biến rõ nét, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 9 tháng đầu năm xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính trên 1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển đi sai phần đường, làn đường, thiếu chú ý quan sát, vi phạm nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định, vượt xe không đúng quy định, tránh xe không đúng quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 24.390 trường hợp vi phạm, lập biên bản 23.200 trường hợp, tạm giữ gần 8.000 phương tiện, tước 1.476 giấy phép lái xe, tổng xử lý hơn 19.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 20 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Sáng ngày 25 tháng 10, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ về quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ Bộ Công an đến các điểm cầu thuộc công an cấp tỉnh và cấp huyện. Xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại là một chủ trương lớn của Đảng, tạo tiền đề điều kiện cơ bản quan trọng để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra cả cơ hội và thách thức cho công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, lực lượng công an các cấp đã chủ động tích cực thực hiện khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo công an nhân dân tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đổi mới tư duy, tiến tới hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, trong đó tập trung nghiên cứu
vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân dân, về tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trước hết là xây dựng đội ngũ cán bộ công an nhân dân, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác, tập trung đổi mới phương thức quản lý của lực lượng công an gắn với áp dụng chuyển đổi số, chính phủ điện tử, phát triển công nghiệp an ninh, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên đã tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền viên giỏi năm 2023, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội thi có 10 đội thi, trong đó 4 đội thi thuộc 4 cụm xã, 4 đội thi thuộc các phòng ban cơ quan Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể huyện, 1 đội thi thuộc Trung đoàn Bộ binh 82 và 1 đội thi thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang huyện. Đảng ủy Công an huyện làm đội trưởng đội thi thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang huyện. Với thông điệp vững bước dưới cờ Đảng, phần chào hỏi đội thi lực lượng vũ trang huyện đã mang đến hội thi màn biểu diễn võ thuật 38 động tác với những động tác võ thuật dứt khoát, khỏe mạnh, thể hiện khí thế quyết chiến, quyết thắng của lực lượng vũ trang. Và kết thúc phần chào hỏi, đội thi đem đến với thông điệp kiên quyết, kiên trì, đổi mới, sáng tạo. Với chủ đề nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay, theo tinh thần nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12, phần thi thuyết trình của đội đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và thái độ của người nghe với những ví dụ hoàn toàn thực tế, giàu tính thuyết phục. Tiểu phẩm Tam sao thất bản bằng hình thức sân khấu hóa, qua các tình tiết thường ngày và các tình huống cụ thể, đội thi đã cho người xem thấy được các phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Khép lại hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, đội thi thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang huyện xuất sắc đạt giải nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song tình nghĩa anh em Lào Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. 15 giờ ngày 17 tháng 10, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, những cái bắt tay thắm tình đồng chí, đậm tình anh em giữa công an tỉnh Điện Biên với công an các tỉnh Luông Pha Băng, Bu Đom Say, Sa Nhạ Bu Ly, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã được nồng hậu trao nhau. Đoàn Công an ba tỉnh nước bạn đã bắt đầu kỳ hội đàm thường niên tại Công an tỉnh Điện Biên năm 2023 như thế. Băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu, nụ cười rạng rỡ chân tình, nồng hậu đến từ phía Công an tỉnh Điện Biên dành cho đoàn bạn khiến ai ai cũng cảm thấy vui vẻ, phấn khích. Công an tỉnh Điện Biên đã tiếp các đoàn bạn ngay từ buổi tối đầu tiên tại Công an tỉnh bằng bữa cơm thân mật, bằng lời ca tiếng hát, bằng tấm lòng chân tình, hữu nghị như đón người thân lâu ngày trở về. Đáp lại tấm chân tình ấy, các bạn công an Lào mang đến sự ấm áp gần gũi thân thiện, từ cử chỉ cúi đầu, chắp tay chào, kèm lời chào thân thiện xa bay đi, thể hiện lòng kính trọng và sự khiêm nhường. Với tinh thần giúp bạn là giúp mình, trong những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên đã không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó trên tất cả các phương diện công tác nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thực hiện biên bản hội đàm với Công an các tỉnh Bắc Lào, việc tổ chức hội đàm thường niên giữa Công an tỉnh Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào sẽ được tổ chức luân phiên tại Lào hoặc Việt Nam. Năm 2023, Công an tỉnh Điện Biên sang Lào tiến hành hội đàm với 3 tỉnh. Tương ứng như vậy, thì các tỉnh U Đông Say, Luông Pha Băng, Sa Nhạ Bu Ly của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang hội đàm tại Công an tỉnh Điện Biên. Từng tỉnh tiến hành thống nhất, thỏa thuận một số nội dung, vấn đề trong công tác hỗ trợ, hợp tác để bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng địa phương. Các vấn đề trong biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an Điện Biên với Công an các tỉnh thuộc Lào lần này thể hiện rõ việc Công an Điện Biên sẽ quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, công tác chuyên môn giúp bạn một số lĩnh vực cụ thể như đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tạo lập vành đai biên giới sạch về ma túy, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông, công tác điều tra khám phá án,
khám nghiệm hiện trường và lần theo dấu vết nóng của đối tượng phạm tội. Các nội dung công tác liên quan đến bắt đối tượng truy nã. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với tội phạm và hoạt động mua bán người. Làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, lập nhà nước riêng, hoạt động phỉ. Đặc biệt là trao đổi, hướng dẫn cách thức tổ chức triển khai thực hiện đề án 06 tại nước bạn Lào. Ngược trở lại, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, bạn Lào cũng sẽ có những hoạt động tương trợ công an Điện Biên trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm và hoạt động phạm tội. Sau khi tiến hành hội đàm, căn cứ vào tình hình cụ thể và những vấn đề liên quan trực tiếp trong công tác công an, từng đoàn bạn đã có các cuộc thảo luận nhóm với đơn vị chức năng thuộc công an Điện Biên về các vấn đề cụ thể như bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực ma túy, hình sự, môi trường, trật tự an toàn giao thông. Chuyến làm việc của các đoàn bạn tại công an tỉnh Điện Biên còn được đánh dấu và để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc thông qua việc được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện mùng 7 tháng 5 công an tỉnh và khu du lịch khoáng nóng Bù Va. Đi tham quan một số điểm di tích văn hóa để hiểu thêm về đất và người Điện Biên là những hoạt động ngoài lề của các đoàn bạn nhân chuyến công tác tại công an tỉnh Điện Biên. Tham quan bức tranh panorama đặt tại bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tác phẩm nghệ thuật tái hiện những trận đánh ác liệt, tinh thần anh dũng hy sinh, tôn vinh chiến thắng và tri ân những người đã chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giao lưu văn hóa văn nghệ là nội dung không thể thiếu trong những ngày đoàn bạn làm việc tại Điện Biên. Các ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Tình Việt Lào Anh Em, Cô Gái Sầm Nưa, Thắm Tình Hữu Nghị Việt Lào bằng hai thứ tiếng Việt Lào rộn ràng cùng điệu múa lam vong mượt mà, uyển chuyển làm say đắm lòng người, khiến cho sự gắn kết giữa hai quốc gia, hai dân tộc ngày càng thêm phần sâu sắc. Phút chia tay bịn rịn gần kề, những tình cảm nồng ấm đầy lưu luyến mãi không muốn rời. Tình đất, tình người của xứ sở Hoa Ban chắc chắn để lại những ấn tượng tốt đẹp về tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung son sắt với các bạn Lào. Những hình ảnh đáng nhớ, những ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam, một Điện Biên mến khách, thân thiện, một người anh, một người bạn thủy chung son sắt. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục An ninh Điện Biên được phát sóng vào 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư bản tin andb@gmail.com hoặc qua số điện thoại 069-2489-227. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Người sáng chiến công quê hương ta còn mãi muôn đời, tự hào công an nhân dân hết lòng vì nhân dân, Việt Trung rừng núi bát ngát.